Thảo Liên xin kính chào quý khách hàng. Quý vị thân mến, giao tiếp là nhu cầu thiết yếu của con người. Thế nhưng, do thói quen sinh hoạt mà nhiều người Việt dần mắc phải các vấn đề về hơi thở, răng miệng. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm chăm sóc răng miệng, trị sâu răng, hồi miệng. Tuy nhiên, tinh dầu sâu răng hồi miệng dạng Thảo Liên là cái tên có lượt tìm kiếm nhiều nhất. Vô dĩ không phải tự nhiên mà cộng đồng lại biết tới và yêu thích sản phẩm chăm sóc răng miệng này của dạng Thảo Liên. Bằng công thức gia truyền trên 100 năm của gia đình, giám đốc Phạm Sâm đã cho ra đời sản phẩm chăm sóc răng miệng dạng Thảo Liên bao gồm tinh dầu sâu răng hồi miệng. Có nguồn gốc hoàn toàn từ 100% thiên nhiên với hơn 20 loại thảo dược tự nhiên nên sản phẩm rất an toàn cho sức khỏe, không tác dụng phụ, thế nên phù hợp cho cả trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú. Thành phần chính của sản phẩm tinh dầu sâu răng hồi miệng dạng Thảo Liên bao gồm tinh dầu trầu không, tinh dầu hương nhu, tinh dầu bạc hà, tinh dầu xạ hương, tinh dầu quế, tinh chất cao, trà xanh, tinh dầu thiên niên kiện. Công dụng của tinh dầu sâu răng hôi miệng dạ Thảo Liên đó chính là làm khỏi hẳn sâu răng, sún răng, ế buốt răng, đau răng, giúp phòng và điều trị viêm amidan, viêm mọng hạt mãn tính, làm chắc răng, răng không còn lung lay, sạch mảng bám cao răng gây ố vàng răng, hết chảy máu chân răng, viêm lợi, viêm chân răng, giúp khỏi nấm miệng và hôi miệng, nhiệt miệng, trị dứt điểm viêm tai giữa, nấm tai, ù tai, gây ra hiện tượng chảy nước có mùi hôi ở tai và ngứa tai. Thành phần chính của sản phẩm bột trắng răng dạ Thảo Liên đó chính là Organic Coconut Charcoal Powder, bột than dừa Organic Bentonite, Citrus Sinensis Seed Oil, dầu hạt cam, Sodium Bicarbonate, Cocos Nucifera, dầu dừa, Fragrance. Công dụng của sản phẩm bột trắng răng dạ Thảo Liên đó chính là giúp tẩy sạch các vết ố vàng, xỉn màu lâu ngày trên răng, nâng độ trắng của răng so với hiện tại lên hẳn 2 tông sau 1 tuần sử dụng, diệt sạch vi khuẩn, sạch các mảng bám cao răng, ngăn ngừa hôi miệng, chảy máu chân răng, viêm nha chu, không làm mòn men răng, không ảnh hưởng tới nứa và lợi, giúp cho răng chắc khỏe, không bị sâu răng. Cách sử dụng tinh dầu sâu răng dạ Thảo Liên. Bước 1 đó là nhỏ một giọt tinh dầu răng miệng vào bàn chải có sẵn kem đánh răng rồi đánh răng nhẹ nhàng từ 2 tới 3 phút. Bước thứ 2 là nhỏ một giọt tinh dầu vào từ 10 tới 20 ml nước, ngậm từ 2 tới 3 phút rồi súc miệng nhổ đi. Bước 3 dành cho bệnh nhân bị sâu răng hoặc là các bệnh lý nghiêm trọng về răng tủy. Sau khi thực hiện bước 2 thì hãy nhỏ một giọt tinh dầu vào lỗ sâu hoặc vị trí răng bị viêm đau, ngậm và nuốt từ từ vào bên trong. Tinh dầu sâu răng dạ Thảo Liên còn có thể sử dụng để điều trị cho những người bị viêm tai giữa. Sử dụng các sản phẩm chăm sóc răng miệng của dạ Thảo Liên giúp cho quý vị và các bạn có thể bảo vệ hàm răng săn chắc, khỏe mạnh, đều màu, hơi thở luôn thơm tho và điều trị dứt điểm các bệnh lý khác về răng miệng, giúp cho chúng ta có thể tự tin khi giao tiếp, luôn có một nụ cười thật đẹp khi giao tiếp với người khác. Tinh dầu sâu răng của dạ Thảo Liên hoàn toàn lành tính, có thể sử dụng cho cả trẻ nhỏ từ 6 tháng tuổi trở lên. Tinh dầu sâu răng dạ Thảo Liên có hai định lượng là 5ml và 20ml, đựng trong lọ thủy tinh với vỏ chiết dễ dàng lấy và sử dụng. Được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt chuẩn ASEAN và đội ngũ nhiều kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thảo dược đông y. Sản phẩm tinh dầu sâu răng và bột trắng răng là sản phẩm chất lượng cao của dạ Thảo Liên, đem tới giá trị thật cho khách hàng. Quý vị hãy cùng truy cập ngay website của dạ Thảo Liên hoặc liên hệ tới hotline để nhận những thông tin tư vấn chi tiết các sản phẩm của dạ Thảo Liên. Dạ Thảo Liên, chuẩn chất lượng, rõ nguồn gốc.